Chào các bạn, đây là lá bài từ C cho đến nhà. Đọc làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri, đồng, già. Thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ sắp xếp các lá bài từ 1 cho đến già. Chúng ta đọc quy tắc như sau. M, ốt, 1, H, ai, 2, bờ, A, 3, bờ, ôn, 4, N, âm, 5, sờ, ao, 6, bờ, ai, 7, tờ âm 8, chờ in 9, mờ ươi 10, rờ y ri, đờ âm đầm và cuối cùng là dài. Như vậy, đầu tiên mình sẽ đếm một trước. Đây là xì em nha. Mình nha, bạn nha. Thì mình đọc là mờ ốt 1, mờ ốt. Mờ ốt 1 tức là trước con xì này sẽ có hai số, mờ ốt 1, ok. Mờ ốt 1 này, tiếp tục là gì? Hờ ai 2. Mờ ốt 1 này. Tiếp tục là hờ ai 2. Tức là trước số 2 sẽ có hai số, hai chữ. Hờ ai mới đến 2 này, đi chưa? 3 này. Bờ A3 đây, bờ A3. Chúng ta lấy thí dụ cũng quan trọng. Bờ A3 này, tiếp tục là bờ on 4, tức là trước khi chúng ta ra số 4 chúng ta đọc hai lần bờ on là đến 4, được chưa? Đọc hai lá bài, bờ on 4. Tiếp tục là N âm 5, 5 nằm đây. Chúng ta sẽ đổi chỗ 5 và dài cho nhau. Yeah, năm phần dài cho nhau. Rồi, mình xếp lại cho dễ nhìn. Rồi, năm phần dài cho nhau. Đây, mình đến là 4 này, N âm này, 5 này. S ao này, S ao 6. 1 và 2 chúng ta đếm rồi, chúng ta không đếm lại nữa. S ao 6, tức là chúng ta sẽ đổi vị trí 6 và 8 cho nhau. 6 và 8 cho nhau. Nha. Yeah. Sờ ao 6 này. Gì nữa? Bờ ai 7. Giờ chúng ta sẽ đổi vị trí 10 và 7 cho nhau. 10 và 7 cho nhau. Rồi, bờ ai 7 rồi. Bờ ai 7, tờ am 8 đúng rồi nè ha. Rồi tiếp tục là gì? Chờ in 9. Tờ am 8 này, chờ in 9. Chúng ta sẽ đổi vị trí 9 và già cho nhau. Chờ in 9. Chơi in 9 rồi. Tiếp tục là M ơi 10. Được chưa? Tiếp tục là R I R. Chúng ta sẽ đổi vị trí ri và dạ đầm cho nhau. Chúng ta đọc này, R I R. Chúng ta là đờ âm đầm, nhưng mà chúng ta đổi vị trí đầm và dài cho nhau. Ok. Bây giờ mình xin phép đọc lại một lần nữa. Để chúng ta kiểm tra lần cuối cùng trước khi chúng ta là trình diễn thủ tục cho bạn bè cùng xem. M ốt 1 H I 2 B A 3 B on 4 N âm 5 S ao 6 B I 7 T am 8 Ch in 9 M ươi 10 R I tri D âm đầm và cuối cùng là dài. Như vậy rất khớp bạn nha. Bạn nhớ cái vị trí cho mình nha. Đó. Nếu bạn nào mà không biết cách xếp thì chúng ta nhớ các vị trí như mình đã sắp xếp đây. Thì mình có thể là ghi điểm vào bạn bè của mình cũng được nha, để cho nó vui. Rồi bây giờ mình sẽ đếm các bạn nha. M ốt 1 H I 2 B A 3 B on 4 N âm 5 S ao 6 B 27 T am 8 Ch in 9 M ơi 10 R I R D âm đồng. Bộ cuối cùng là già. Chúc bạn thành công.